Vẫn còn vài cái mic KTV dòng có dây tai nâu như này các bác nhá. Dòng của mic Manigo. Sả dây độ dài tầm 5 mét và có chống lăn sẵn này anh em nhá. Dây niên. Công tắc đây. Đây là hàng mình thanh lý của nhà máy nên độ mới còn tới 90 tới 95%, không có hộp anh em nhá. Đẳng cấp mic này. Hát karaoke gia đình rất là tốt. Nếu anh em mà cần một cái mic sao để mà hát có dây thì một trong những cái cửa tiền giá êm thì con này hát rất là tuyệt vời các bác nhé. Đây với giá thành bán cho một cái này là 450.000 đồng, bên mình sẽ bao ship toàn quốc 450 đồng một cái anh em nhé. Thời điểm giá có thể lên có thể xuống, hiện tại là 450. Đó. Đó. Sẵn đầu 6 ly này. Và nhiều anh em có hỏi rằng cái dây liền như này thì lúc nó có sự cố có sửa không? Sửa quá dễ anh em, quá dễ, tháo ra được, tháo đít đen này ra đây, vặn ra nó. Sau đó mình có bị xẹt xẹt góc này thì mình cắt đi, mình đủ lên hàn lại là xong. Rất là dễ. Về mic dây liền này nó có nhiều ưu điểm, như anh em mình sẽ không bị kết nối ở điểm này, vì nó là hàn thì nó sẽ chắc chắn hơn. Còn như một cái nhược điểm của nó là gì? Là khi muốn tháo cất đi thì nó lại không tháo được cái dây đi. Đấy, không muốn thay dây dài, dây ngắn thì không thay được. Nó điền, nó chỉ có 5 mét, 5 mét. Giá là 450 một cái. Anh em nào quan tâm, điện thoại trực tiếp cho bên mình để được tư vấn và mua bán. Chào anh em.